Ủa sao không có vậy ta? Mình nghe rõ ràng có tiếng lọc cọc xung quanh đây mà. Chắc là do mình nghe nhầm thôi. Hello mấy cưng. Creeper, cứu tôi với. Ôi trời, ôi giật cả mình luôn. Ôi mình mới vừa nằm mơ một giấc mơ á anh em, là mình nằm mơ mình thấy là cái máy tính của mình nó bị virus hay gì nó nổ tung luôn. Ôi trời, giật hết cả mình. Ok và hai xin Ủa cái gì vậy? Cái gì? Cái skin của mình, cái gì nó biến cái ghê vậy trời? Ủa cái skin của mình sao tự nhiên hôm nay nhìn nó già quá vậy? Ôi trời là trời, cái mặt nó kìa. Oh my god. Ôi trời, cuộc sống của tôi. Hôm nay trước tiên mình phải chào anh em cả đó. Ok và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Mà Quay. Yeah. Ok. Thì hôm nay mình đã biến thành thanh niên nào đây? Sao nhìn mặt quen quá ta? Hình như cái này là cái game tuổi thơ mình hay chơi nè. Mình à đúng rồi, đây chính là thằng Steve trong game Minecraft nè anh em. Trời ơi trời, sao tự nhiên mình lại biến thành Steve vậy? Oh my god, mình đang chơi Mini World mà tại sao lại có thằng Steve đến đây? Hay là do giấc mơ hôm qua là đèn báo ta, mình thấy kiểu hai cái game nó bị kiểu bị lẫn lộn với lại với nhau, cái nổ luôn cái máy tính của mình luôn. Cời nói chung mình không thèm quan tâm. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài có cái gì ăn không vậy ạ? Ui có đùi gà nè. Hello Mr Vịt, trời anh đứng đó chứ vậy em? Cái đùi gà này là anh mua cho em phải không? Gì đây? Tập sách nào ta? Dạo này nhiều sách hay quá. Gì đây? Cái đùi gà này anh mua cho em được. Cái gì ạ? Thằng gà khú nào nhà tao vậy? Em là Phong Cận nè, anh không nhận ra em hả? Em là Phong Cận nè. Phong Cận, thằng Phong Cận này là có kính chứ đâu cậu đâu không? À trời ơi, em bị biến thành nhân vật khác rồi. Anh không nhớ hả? Mỗi lần ngủ dậy thì em sẽ biến thành một nhân vật khác. Em đã biến thành thằng Steve rồi. Đừng xích vô đây coi. À đứng nè. Chú Đức à? Chú Đức đi làm gì? Tào lao tính làm gì? Tính thông tôi hả? Đi ra chỗ khác. Quen gì? Thằng nào mà mặc cái quần bò màu xanh sẫm, cái áo màu xanh nhạt ta. À đúng rồi, nhớ rồi. Thằng này hôm qua có cái thằng mà anh trộm chó bị bắt ở trên tivi mặc y hệt. Tào lao. Thôi mà tụi em không giỡn ở đâu. Nói chung là tại cái thuốc của anh mà mỗi lần em ngủ dậy em sẽ biến thành một người khác. Cái này không, anh không chịu nhận lỗi đi, anh còn kiểu anh cười em nữa, giận luôn. Thôi không thèm ăn đùi gà luôn chi. Thôi bây giờ nghe nè, bây giờ anh đang có việc là hôm nay anh đang nghiên cứu ra một loại thuốc mới có thể được hóa giải được cái căn bệnh này cho em á. Bây giờ thử xuống dưới tầng hầm nhà phòng nghiên cứu đi, lấy cho anh cái mấy cái lọ thuốc mấy cái đồ lên đây để anh làm tiếp tục coi. Trời ơi, em đang đùi gà mà. Đi lấy đi, còn muốn lấy không nào? Ok, trời ăn đùi gà cũng không cho ăn nữa, thiệt khổ ghê luôn. Cái hầm đi xuống một cách nào quên tiêu. Nhớ rồi, để mình lấy một ít đồ ăn. Đây mình sẽ lấy một miếng dưa hấu, mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết về căn hầm này có thể biết nha. Ok các bạn chỉ cần lấy một miếng dưa hấu hoặc là một cái gì đó, vật phẩm gì đó cũng được. Sau đó các bạn hãy mở cái rương ở kế bên đây ra. Bụp. Đó, các bạn sẽ bỏ cái vật phẩm đó vào. Và sau đó đóng cửa lại thì anh em sẽ thấy bên đây nó sẽ mở một cái hầm. Đó, thấy không? Đây chính là cái hầm nè. Còn nếu mà anh em mà kiểu mà anh em mà không bỏ gì vào trong cái rương này thì cái hầm nó sẽ đóng lại. Đó, ghê không? Ok, bây giờ mình sẽ xuống bên dưới mình lấy đồ cho vịt. Trời đang ăn đùi gà cũng không yên nữa. Rồi leo xuống nè, đây chính là hầm bí mật nè anh em. Đó, đây chính là phòng thí nghiệm của anh Mr Vịt đó, ghê không? Đó. Ok, để xem coi có cái gì ở đâu. Đây. Chắc là vịt đang nói. Cái này. Ủa cái này nhìn quen ta. Ủa cái này nhìn quen trời. Hình như là mình gặp nó ở đâu rồi thì phải. Nhìn quen á nha. Trời ơi, cái gì vậy? Mình đang chơi game Mini World mà tại sao lại có cái cúp của Minecraft trong đây? Trời ơi, có ma rồi. Về đây. Có ma anh ơi, có ma. Về đây anh ơi, về đây. Vâng, sao vậy? Sao trời? Đi em xuống lấy dùng mấy cái chai thuốc mà làm loạn lên vậy. Em mới vừa thấy ma và tơi ma đó, em mới gặp ma. Tào lao trong nhà gì cơ ma. Xuống đây. Có đi theo em nè. Thôi hồi nãy em thấy cái việc này lạ lắm, đi xuống đây. Ôi nhanh lên. Trời ơi, trời đây nè, nó không biết nó còn nằm đó không. Đây nè. Ôi vịt có thấy gì không vịt? Đây nè. Cái này quen ta. Cái này giống cái hông toilet ta. Cái gì? Cái này mà cái hông toilet cái gì? Cái này là cái cúp trong Minecraft đó. Mình đang chơi Mini World tại sao lại có cái cúp trong Minecraft? Trời ơi, ở trong game Mini World chắc là có ma rồi bạn ơi, có ma rồi, cái thế giới này có ma rồi. Cái này bình thường ma cũng hay không? Ma còn lao à. Ủa sao lại bình thường? Em thấy nó kiểu trong Mini World mà xuất hiện cái cúp của Minecraft là thấy là lạ rồi đó. Ủa, cái gì vậy? Ủa cái gì? Có cái cúp bằng vàng luôn hả? Trời ơi trời, có ba hàng cấm sắt. Chết rồi trời, thôi em sợ cái thế giới này quá, em nghĩ là cái thế giới này coi bộ là có ma rồi. Thôi em đi đây, em đi ra ngoài đây. Trời trời, cái gì đâu mà càng lúc mình càng cảm thấy cái thế giới này càng lúc nó càng kinh dị anh em ơi. Cái gì trong Mini World này có đồ vật của Minecraft ở đây được rồi. Trời trời, khoan để ăn đùi gà đã. Thôi trời, bỏ đi trời, sợ quá, cái thế giới đáng sợ quá. Thôi thôi, ủa cái gì vậy? Cái gì? Phong vô coi. Sao anh, cái gì? Trời ơi, cho em ra ngoài em hóng gió tí coi, cái thế giới này nó lộn xộn quá, em chịu hết nổi thôi. Em lộn xộn thì có tào lao mà, bình tĩnh coi, cái gì phải bình tĩnh coi. Hôm nay có việc quan trọng là bao nhiêu việc này, anh còn làm thiếu đủ thứ việc ở nhà nữa. Giờ này nói nghe nè, bây giờ dạ, em mang cái thứ này em mang qua đưa cho thầy hiệu trưởng ở bên trường học, gọi là đấy á, trường học siêu anh hùng á, mang qua rồi đưa cho thầy. Dạ ok anh. Ủa mà đây cái này là cái quả TNT bên Minecraft mà tại sao nó lại có trong Mini World vậy? Đúng rồi, thuốc nổ đó. Nhưng mà thuốc nổ ở trong Mini World là nó có hình trụ, còn cái này là nó hình vuông mà. Cái này đâu phải là của Mini World đâu, chắc là lỗi game hay là gì rồi. Trời ơi, nó đáng sợ mà đi. Thôi cái nào xài được. Trời ơi, cái thuốc nổ này là thuốc nổ cực mạnh nè. Thuốc nổ này tí nữa anh cần em cầm qua đưa cho thầy hiệu trưởng để tí nữa thầy dùng vào một số việc này. Đó, cầm đấy. Trời ơi, chết rồi anh em ơi, riết mình cảm thấy như là cái thế giới của cái trường học ma quái này, mình cảm thấy nó ma quái thiệt luôn anh em. Cái gì đâu tào lao Mini World lại có đồ của Minecraft. Ủa nhưng mà thầy thầy đặt ít đồ nè, thầy bảo là mang ít đồ này qua rồi đưa cho thầy, bởi vì là sắp tới này mấy cái ông học viên ở bên trường học ma quái là ông ấy cần cái này để ông sử dụng cái gọi là mấy cái sức công phá của cái này để thử nghiệm, để xem sức mạnh của mình tới đâu á. Cũng được. Trời, nhưng mà mấy cái này là nó có nổ được thiệt không vậy anh? Mấy cái này à? Dạ. Cục TNT của Mini World nổ 1 thì cái cục này nổ gấp 10 à? Vậy bây giờ Vịt cho em thử quả được không Vịt đây? Thử à? Dạ. Thử thôi, nhưng mà cái này nó thử không phải dạng bình thường đâu. Cái này em phải có cái hộp quạt à? Hộp quạt hả? Đâu anh có hộp quạt không? Anh chứ người em không có hộp quạt, chết rồi. Đây nè. Cái gì đâu? Ủa cái này là cái gì đây? Cái này là gì ạ? Cái này là đuốc đá đỏ. Cái gì? Cái này là đuốc đá đỏ trong Minecraft mà tại sao lại có trong Mini World? Trời ơi, loạn trí quá trời là trời. Tào em lộn xộn quá thì không xài thôi, đưa đi. Xài ok. Con kia mình ok để em thử quả nhá. Ủa hình như là nghe đâu công suất nó nổ gấp 10 lần cái quả trong Mini World phải không? Vậy là coi như cái này của mình. Ok em đặt thử luôn nha. What the fuck? Trời ơi anh em ơi, chết mình luôn rồi. Ôi trời, hồi nãy anh em mình chơi ngu, mình chăm vô cái quả TNT thế là nó nổ. May mà Vịt chưa có để nhiều thuốc nổ quá cho nên là cái quả nó chỉ nổ nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng bị gãy hết mấy cái xương luôn rồi. Trời đau quá. Trời, đúng là chơi ngu có thưởng là đây. À không, chơi ngu lấy tiếng mới đúng. Trời là trời, nghĩ sao đi chăm TNT trời. Cái tiếng gì lọc cọc bên ngoài vậy? Đau lưng quá, để mình ra mình xem coi. Cái tiếng gì ta? Hình như nó nằm ở đâu đó quanh đây thì vậy. Đâu phải, hình như là nằm ở ngoài đường. Đâu để mình đi ra ngoài đường coi. Ủa sao không có gì ta? Mình nghe rõ ràng có tiếng lọc cọc xung quanh đây mà. Chắc là do mình nghe nhầm thôi. Hello mấy cưng.